Dởm, cánh cửa phong bị hất mạnh vào trong. Tần sinh đi trước hai trợ lý hắn đi sao? Vẻ mặt hắn vô cùng khó coi. Ném chiếc áo khoác lên sofa, mẹ kiếp. Bên đó làm ăn kiểu gì vậy? Sao nói không ra hạng là không ra hạng? Trợ lý hắn bước đến muốn nói gì đó. Bất ngờ điện thoại vang lên. Cậu ta sau khi nghe điện thoại sắc mặt còn tệ hơn. Che máy lại quay đầu nói với tần sinh, tần tổng. Bên cai nói sẽ cho người đến gặp ngài. Tần Sinh hốt hoảng, giật lấy điện thoại, "Tôi là Tần Sinh, các anh không cần đến đây." "Được được, tôi sẽ đến gặp các người." Điện thoại tắt đi, tay hắn bóp chặt chiếc như muốn vỡ nát. "Chết tiệt, tại sao đang hợp tác vui vẻ như vậy, cai lại muốn kết thúc hợp đồng vay vốn của hắn ta?" Quyết không ra hạng trở lại, ngồi trên xe nhìn dòng đường xe cộ tấp nập ánh mắt tần sinh đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến khi xe ngừng ngay tòa nhà có hàng chữ cai to lớn. Hắn ta xuống xe, rất nhanh đi vào trong như rằng chậm một chút sẽ có người thấy. Bên Hà Lâm không muốn tiếp hắn ở bên ngoài. Vì thế Tần Sinh bắt buộc phải đến đây. Ngồi đối diện Hà Lâm, Tần Sinh cầm ly trà anh ta vừa rót uống một ngụm hò khẽ lựa lời nói hà tổng tôi thật sự không hiểu tại sao cai lại muốn ngừng hợp đồng với tôi à tôi có thể biết lý do hay không hà lâm cười cười tần tổng ngài thông cảm đây cũng là lệnh cấp trên nhưng theo hợp đồng thì chúng ta không có trách nhiệm phải quay lại vốn cho ngài số nợ cũ ngài vay bên tôi vẫn còn chưa trả hết lần trước vốn dĩ cho ngài vay hợp đồng thứ hai vì đó là ngài thế chấp cả số cổ phần của bệnh viện quốc tế nhưng làm ăn mà, vốn của cai còn phải đầu tư nhiều dự án khác. Nên chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng thứ hai với ngài vào cuối tháng này. Hiện tại tất cả cổ phần hắn có được cả ở tần thị và cả bệnh viện ái tâm đã thế chấp cho cay, Lâm Tổng trong hợp đồng có nói. Chỉ khi nào bên tôi vi phạm hợp đồng, hoặc công ty làm ăn có trục trặc, phạm pháp gì, bên cai mới có quyền chấm dứt hợp đồng. Hắn không dễ bị người khác hiếp đáp. Đâu phải muốn sao cũng được. Người hắn muốn gặp mặt chính là Daniel, nhưng anh ta đã về Mỹ. Hà Lâm nhướng mày, "Tần tổng, có thông tin nội bộ nói ái tâm đang mua lô thuốc giả. Ngài nghĩ chúng tôi phải làm sao?" Tần Sinh ngạc nhiên, có chút tức giận, ai dám ăn nói bậy bạ như vậy? "Hà tổng, đây là chuyện không có sự thật, ngài đừng tin, tôi có thể thề với trời không hề có chuyện đó. Hắn đâu ngu ngốc đến thế?" nếu có gì hắn sẽ gánh hậu quả không ít hà lâm thở dài đây là ngài daniel nghe được thôi thì thế này tôi sẽ báo với ngài ấy những gì anh vừa nói xem ngài ấy có thể thay đổi quyết định hay không tần sinh mừng rỡ vâng vâng vậy cảm ơn anh trước mong anh giải thích với ngài daniel giúp tôi hà lâm gật đầu cũng không nói gì thêm cuộc gặp gỡ rất nhanh đã kết thúc vừa rời khỏi cai tần sinh đã cho xe một đường đi thẳng đến bệnh viện quốc tế ái tâm. Ngồi trong phòng viện trưởng, tần sinh nhíu mày nhìn người đàn ông đối diện, Lữ Tân. Cậu nói mình nghe thật những số thuốc cậu mua từ đâu có thật có nguồn gốc rõ ràng hay không? Đây chính là người bạn trí cốt của tần sinh từ khi hai người con du học. Đến sau này về nước hai người vẫn qua lại với nhau. Lữ Tân nhớn mày, nghiêm mặt cậu nay bị sao vậy? chẳng lẽ mình mà cậu cũng nghi ngờ? Có vấn đề gì sao? À nếu cậu không tin mình sẽ cho kế toán đưa hóa đơn và các hợp đồng công ty nước ngoài mình nhập thuốc cho cậu kiểm tra. Tần Sinh chăm chú nhìn sắc mặt Tần Lữ, qua một lúc hắn xua tay, không cần. Mình không phải nghi ngờ cậu, nhưng hiện nay có tin tức đang lan truyền không tốt về ái tâm. Mình chỉ lo lắng. Hai mắt Tần Lữ híp lại, bật cười tự tin nói, nếu mình nhập thuốc giả tại sao bệnh nhân không sao cậu không thấy bệnh nhân của ái tâm ngày càng đông như kiến à thấy tần sinh im lặng anh ta nói tiếp chẳng lẽ mình mà cậu cũng nghi ngờ nếu mình là đứa không đáng tin như vậy thì ba năm trước lại giúp cậu che giấu chuyện kia hay sao sắc mặt tần sinh liền biến đổi đứng dậy đi vòng qua bàn vỗ lấy vai tần lữ mình sai được rồi tối nay mời rượu cậu xem như tạ tội được chưa tần lữ nhếch môi cười cười xem như cậu còn biết điều thôi được rồi mình về trước tối nay sẽ gọi cho cậu như là đang chạy trốn chuyện gì đó một mạch bước ra khỏi phòng không hề quay đầu lại ánh mắt tần lữ híp lại nhìn cánh cửa phòng đóng chặt hắn ta nở nụ cười khó hiểu rồi lại đăm chiêu suy nghĩ lời tần sinh vừa nói nhưng lại gạt qua một bên rất nhanh rõ ràng lần trước hắn ta cũng thu mua thuốc giả nhưng bệnh nhân đâu ai xảy ra chuyện gì chắc là thuốc chỉ kém chất lượng sử dụng lâu ngày mới gây hại cho sức khỏe lúc đó bọn họ cũng đâu còn ở đây ai biết được nguyên nhân là do từ đâu vốt nà không chuyện gì có thể giấu kính được không hiểu vì sao bằng cách nào chuyện tần cắt tặng mảnh đất vàng tại thành phố x cho sở giao lại loạt ra ngoài giấy tờ chuyển nhượng sang tên từ tần cắt thành sở giao còn được chụp lại lan truyền một cách chóng mặt làm chấn động dư luận một phen cái tên sở giao bắt đầu được mọi người chú ý đến. Trên dưới tần gia ai nấy đều thay đổi thái độ với sở giao. Mà người trong cuộc lại chẳng hiểu lý do vì sao. Vì các tin tức lan truyền ra ngoài đều bị người chồng hắc ám nào đó giấu nhẹm. Sở giao vốn quá đơn thuần. Mọi thứ anh làm cô không nên biết rõ. Anh chỉ cần sở giao vô tư vô lo mà sống trong vòng tay anh là được. Dĩ nhiên chuyện anh thay cô thị uy với cả nước sở giao cũng không hề biết đến. Ai cũng rõ mảnh đất vàng này tần cát phải tốn bao nhiêu là công sức mới đấu thầu thành công. Thế mà có thể vung tay nói tặng là tặng ngay cho đứa cháu dâu thứ hai. Chấm phẩy chấm phẩy chấm. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi làm cho địa vị của sở giao trong mắt tất cả mọi người lên một tầm cao mới. Sở kính hùng sao khi nghe tin này cũng bị chấn động không thôi. Sở hân cúi đầu ăn cơm dù tiếng tivi in ỏi không ngừng lọt vào tai cô ta trong miệng mùi vị gì cô ta cũng không biết nữa chỉ thấy có gì đó chua chát khó diễn tả ngẫm nghĩ sở hân càng thấy mình buồn cười sở giao thua kém cô ta thì bị cô ta và mẹ mình xem thường nhưng giờ làm dâu tần ra còn may mắn được tần lão ra yêu thương như vậy thì người làm chị này có chút ganh tị mà có ganh tị thì sao Hôm nay cô gái sở giao yếu đuối nhu nhược năm nào đã tìm được một gốc cây cổ thụ thật to để dựa vào. Lần trước cô ta âm mưu hãm hại sở giao. Chẳng những sở giao không bị gì còn đổi lại cô ta bị báo ứng thê thảm. Còn sở giao một nhị tiểu thư vô danh. Còn mang mác con riêng nói ra nhiều người không biết mà nếu biết chỉ dè bĩu khinh miệt. Thế mà hiện tại lại nổi tiếng còn đem tiếng thơm lại cho sở giao. Dĩ nhiên nhờ thế mà Sở thị ký không ít hợp đồng. So với Ngô gia cũng có con gái chuẩn bị làm dâu Tần gia. Thế mà chẳng được ai nhắc đến nhiều người còn thâm ý đem hai nhà Ngô gia và Sở gia ra so sánh. Tuyết cầm cả đời sống vì Sở gia, tuy vậy thời điểm này lại nhờ đứa con riêng kia mà nở mày nở mặt. Dĩ nhiên bà chẳng vui vẻ gì còn có chút chạnh lòng không thôi. Nhưng có chạnh lòng thì ra sao? Ngẩng mặt nhìn Sở Hân, ánh mắt con gái của bà bây giờ không còn sự kiêu hãnh hay niềm vui nó luôn tĩnh lặng tuy không nói ra nhưng bà biết rõ tận sâu trong trái tim của sở hân bị tổn thương không ít giờ lại nghe thấy tin tức của sở giao trong lòng chắc chắn không hề dễ chịu gì tần sinh hai tập đập mạnh lên bánh lái ngô đàm tiết hốt hoảng nhíu mày sắc mặt cũng kém không thua gì hắn ta vừa rồi ba mẹ cô ta vừa gọi từ mỹ về họ bị tin chấn động tần cắt tặng món quà đắt đỏ cho cháu dâu thứ hai mà không phải là cô ta nói cô ta không đủ cố gắng lấy lòng trên dưới tần gia tại sao lại để con gái của sở gia mới xuất hiện chưa được bao lâu lại giành lấy ân sủng đấy ngô đàm tuyết đau đầu không thôi vừa tắt máy giờ lại gặp tần sinh hừng hực lửa giận thôi mà anh chắc ông có lý do hoặc cô gái kia giỏi ăn nói hơn em nên được lòng ông hơn quay đầu nhìn cô ta tần sinh hung hăng nói em biết cái gì đây không phải là vấn đề tặng quà cho đứa cháu dâu nào mà đây là chuyện mặt mũi của đứa cháu trai nào từ chuyện này bây giờ từ trong ra ngoài ai cũng biết ông ta coi trọng tên tật nguyền kia hơn anh mẹ nó bao năm qua là thằng này cực khổ vì tần thị thế mà đến bây giờ chẳng được gì trong lòng ngô đàm tuyết có chút không vui khi hắn luôn miệng mạt sát tần phong nhưng cô ta vẫn không tỏ ra mặt, cúi đầu thở dài mang vẻ bất mãn, giờ anh tức giận thì được gì? Mọi thứ cũng đã xảy ra, anh không thử nghĩ cho em, người mất mặt là em là ngô gia kia kia, em mang tiếng cháu dâu cả mà một phần so với cô ta cũng không có. Ba mẹ cả bạn bè em ai cũng nói ra nói vào. Người xấu mặt không phải là em sao? Tần sinh quay mặt nhìn cô ta sắc mặt dịu đi không ít kéo lấy cô ta ôm vào lòng, được rồi. Chờ anh một thời gian nữa. Em thích gì anh điều cho em. Cả tần ra trước sau gì anh cũng sẽ lấy chọn. Lúc đó tha hồ em nở mặt. Ánh mặt tần sinh bị ánh đèn đường nhuộm màu hung ác. Ngô đàm tuyết rũ hàng mi chẳng nói gì. Cô ta vốn không còn đường, quay lại càng không thể thua bởi cô gái kia. Tần phong rũi thẳng chân ngồi trên ghế sofa ánh mắt thong thả quan sát những bản tin trên màn ảnh TV. Cạch, cửa phòng ngủ mở ra. Sở dao mặc chiếc váy ngủ màu trắng. Khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp. Trên đầu còn quấn chiếc khăn bao lấy tóc. Cô mới gội đầu. Những giọt nước còn sót lại chảy dài xuống cần cổ trắng ngần rồi mất hút trong rãnh ngực. Tần Phong giơ tay tắt đi TV. Sở dao cũng không nghĩ nhiều cô bước đến ngồi xuống bên cạnh anh. p chép sau có gì chỉ là thói quen mỗi lần tắm xong. Nếu Tần Phong không bận gì sở giao sẽ tìm anh. Hai vợ chồng son sẽ ôm nhau nằm xem tivi hay chương trình gì đấy. Còn không chỉ cần ra thịt kề nhau trò chuyện thủ thì cũng vô cùng hạnh phúc, không có gì xem sao anh. Tần Phong xoay người cô lại, gỡ lấy khăn từ tóc cô, tỉ mỉ giúp cô lau lại. Bình thản nói, không có gì hay cả. Nói rồi bước xuống đi vào phòng ngủ. Dĩ nhiên sở giao biết anh đi đâu. Quả nhiên như cô dự đoán. Tần Phong đi vào lấy máy sấy. Tiếng máy ù ù, ù nóng hổi thổi vào da đầu của cô. Sở giao híp mắt, khoanh hai chân như ngồi thuyền ngoan ngoãn cho anh sấy. Bàn tay vô cùng thành thục luồn vào mái tóc đen mượt của cô. Lặp lại từng chút đến khi tóc khô hẳn. Từng phong mới ngưng lại. Nhìn cô vợ nhỏ híp mắt hưởng thụ. Anh vén tóc ra sau cúi đầu hôn lên mặt sở dao đầy cưng chiều heo lười sở dao dụi mặt vào lòng anh nũng nịu môi nhỏ nở nụ cười nhưng mắt vẫn không muốn mở ra lười thì đã sao ai bảo anh chiều hư cô làm gì điện thoại tần phong bất ngờ đổ chuông anh nhìn qua dãy số mới bấm nút nghe không biết bên kia nói gì chỉ nghe anh nói tôi biết rồi anh chỉ nói một câu rồi bấm tắt máy đi cúi người xoa mặt sở dao 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 thời gian tới anh sẽ trở lại tập đoàn sẽ ít bên cạnh em hơn sở giao mở mắt ngẩng mặt nhìn anh cô mỉm cười ngọt ngào nói em sẽ ngoan mà sẽ không khiến anh phiền lòng tần phong thở dài nâng người cô đặt lên đùi mình hôn lên chóp mũi của vợ anh biết em rất ngoan chỉ là anh sẽ nhớ em đến chết mắt sở giao cười hì hì béo lấy má anh ông xã à anh phải lo đại cuộc không được vì mỹ nhân mà lơ đãng triều chính nhìn nụ cười của cô tươi sáng hơn ngọc, rực rỡ xinh đẹp đến chói lóa. Tần Phong cũng cười, anh cắn cầm cô nghe cô hô đau lại dịu dàng đưa lưỡi ra liếm. Rời lên trên tìm lấy môi cô mút lấy, ẩm ờ trong khe khít môi dính lấy môi, mỹ nhân to gan. Dám gây nhiễu triều chính phải trị tội em thế nào? Sở giao bật cười thành tiếng, ngả cổ ra sau né tránh nụ hôn của anh, em. Em nào có tội? tần phong đứng dậy bế lấy cô vào phòng ngủ sở giao quấn lấy anh như chú gấu panda đặt cô xuống giường anh nhanh chóng đè lên thân thể mềm mại hôn lên cổ cô anh dù gì trong miệng không có tội thì được thường ban cho em ân sủng được thị tẩm đến suốt đời sở giao cái gì anh cũng nói được hết vậy chỉ là tần phong không đợi được nữa sau khi trêu chọc sở giao anh nhanh chóng lột chiếc váy ngủ của cô rồi ném xuống thảm ôm, chặt lấy thân thể kiều mị của vợ. Cúi đầu cuồng nhiệt gặm nhắm đôi môi anh đào xinh đẹp kia. Ừm, cái lưỡi mạnh mẽ anh nhanh chóng chui vào khuôn miệng cô quấn quýt lấy cái lưỡi của cô mà mút lấy thỏa thích. Anh giả soát hết người cô. Sở dao bị anh chạm vào những nơi nhạy cảm mà bắt đầu uốn người ngâm nga. Càng khiến tần phong máu huyết bừng bừng. Anh ngồi dậy cởi quần áo mình ném xuống khỏi giường, bảo bối à, xem đêm nay anh thị tẩm em ra sao nhé. Ôm lấy mặt cô, hôn lấy chán, rồi khoe mắt, môi anh từ môi cô di chuyển xuống dọc cần cổ thon thả đến đôi gò bồng xinh đẹp. Anh, một tay xoa nắn một bên ngực còn bên còn lại liên tục liếm mút kích thích dục vọng của sở giao, hức. Phong, a à, muốn gì nói anh nghe. Sở giao mặt đỏ ửng, môi nhỏ phụng phịu, hóc cách anh hướng dẫn cô lấy lòng vuốt ve vòm ngực săn chắc của anh, em. Em khó chịu, Tần Phong cúi đầu khẽ cười. Bàn tay đưa vào sát đùi cô rồi luồn vào trong. Khiêu khích cô, chỗ này à? Mặt sở dao nóng phừng xấu hổ không thôi nhưng lý trí sắp chịu không nổi. Cô kéo chăn che lấy mặt ngại ngùng nhẹ gật đầu. Yêu chết cái dáng vẻ e lệ ngại ngùng mà bị tình dục hành hạ này của cô anh cúi đầu kéo chăn hôn lên cái miệng nhỏ thật hết cách với em bảo bối à nói xong câu đó anh vội vàng để nơi cứng rắn đang hừng hực khí thế của mình gần với nơi xinh đẹp ướt át kia không báo trước thân dưới động mạnh đi sâu vào nơi mềm mại ẩm ướt của cô a à, khi hai thân thể kết hợp kháng khít anh không chờ được thắt lưng vận động mãnh liệt đem toàn bộ hung khí rút ra rồi đi vào theo quy luật tiết tấu hu hu Ông xã, nhẹ, nhẹ chậm a, à, anh khom người xấu xa đè ép lấy Sở Dao. Vùi đầu vào ngực cô, rốt cuộc là chậm hay nhẹ? Sở Dao cảm nhận được nơi ấy của anh xâm nhập vào cơ thể mình có chút đau đớn nhưng nhanh chóng bị khoái cảm lấn áp khiến những tiếng rên kiều mị cứ thế bật ra. Giờ đây cô không biết phải nói sao, đầu óc mụ mị cả ra. Ôm lấy vai anh, hôn lấy cổ anh Sở Dao nức nở, a. À, Phong, em hức em không biết ôm anh nào bảo bối. Tiếng rên rỉ của cô, càng bức tần phong đến cực hạn. Anh nâng thắt lưng vận động càng mãnh liệt tốc độ ra vào càng nhanh. Những đợt ma sát giấy lên từng đợt khoái cảm. Cho đến cuối cùng, anh thúc mạnh sâu, đầu chôn sâu vào rãnh ngực mê người đâm sâu vào cô. Bắn hết mầm móng của mình vào trong. Sở giao run dày chỉ thấy đầu óc quay cuồng. Như lên mấy tầng mây nhưng cô biết đây chỉ là mới bắt đầu đến khi mí mặt chẳng mở nổi lên nữa. Người phía trên vẫn hì hụt thị tầm, lúc ánh trăng lui ra sau màn mây, căn phòng mới trở nên êm đềm say giấc, vốt tích cực nào, tất cả mọi chuyện trên đời đều bắt đầu vào đúng thời điểm nó cần đến. Không sớm hơn, cũng chẳng muộn hơn, chúng ta không thể đoán trước điều gì sắp xảy ra cũng không thể ngăn chặn nó vì nó vẫn luôn ở đó và sẽ xảy ra vào một thời điểm chẳng ai ngờ tới. Như lúc này đi tin tức Tần Phong trở lại tập đoàn không khác gì một cú sấm đánh thẳng vào đầu Tần Sinh. Chưa kịp suy nghĩ gì Tần Sinh đã một đường lái xe thẳng về Tần gia. Không, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hắn ta không thể nào chấp nhận chuyện Tần Phong quay lại Tần thị. Điều đó huống gì hắn sắp phải mất hết tất cả trở về con số không như lúc ban đầu rõ ràng ba năm qua tần phong đã mất hết nghị lực chẳng màn đến thế sự xung quanh sao có thể nói trở lại là trở lại chẳng lẽ có ẩn tình gì hai tay nắm bánh lái như muốn vỡ vụng với tốc độ kinh hoàng chẳng bao lâu hắn ngừng ngay cổng nhà tần phong a à minh ra mở cửa nhìn vẻ mặt âm u của tần sinh đại thiếu gia cậu tìm thiếu gia à Tần sinh gạt hắn qua một bên đi thẳng vào nhà, nó đâu, cậu ấy bên nhà chính. Nhà chính, phẩy chấm phẩy chấm, từ khi nào Tần Phong lại thích sang đó. Chẳng màn đến A Minh hắn ta xài bước đi qua khuôn viên. Tần sinh vào sảnh đã thấy trong nhà có người. Ngoài Tần Cát còn có trợ lý và thư ký của ông. Tần Phong đang ngồi bên cạnh trên tay lật qua lại đang xem gì đó. Phía sau còn có là A Kiên và Cần Trúc bất giác trong lòng tần sinh run lên hắn bước nhanh vào cố chấn chỉnh giọng nói ông có chuyện gì mà nhà mình hôm nay đông vui thế tần phong ngẩng mặt nhìn thấy tần sinh mặt anh hiện lên một tia cười đời này tần sinh không thể nào quên được tần cắt nhíu nhíu chân mày sắc mặt lạnh đi ông đang định gọi cho cháu trùng hợp cháu về rồi tần sinh vẫn không ngồi xuống đa nghi nhìn những người có mặt cười cười chuyện quan trọng gì thế ông liếc qua sổ sách đang để trên bàn. Còn có A Tú trưởng kế toán đang đứng cúi đầu một bên. Trong đầu tần sinh lộp bộp một cái. Tần cát khôn để hắn có thời gian lo lắng, cháu nhìn còn không biết. Dám mở miệng hỏi ông. Tần sinh liền biến sắc nhìn qua tần phong. Lúc này tần phong gặp lại sổ sách dựa lưng vào sofa. Ánh mắt tần phong hôm nay rất lạ không còn vẻ ôn nhu như mọi ngày mà giống như rằng trở lại một tần phong của ba năm về trước lãnh đạm mang vẻ gì đó có chút tàn nhẫn toát lên sự tự tin còn có vẻ khiêu khích đối phương bỗng tim tần sinh đập nhanh các dây thần kinh đều căng thẳng hắn ta vẫn cố chấp ông đây là giấy tờ của tần thị tại sao lại đem về tần ra làm gì còn có phong ba năm qua nó có nắm bắt tình hình công ty gì đâu lại có mặt nó ở đây bị hắn coi thường tần phong không màn tức giận, chỉ im lặng ngồi đó xem kịch hay. Tần Phong trời sinh tỉnh táo hơn người, luôn giữ vẻ phong độ tao nhã như nước, anh chưa bao giờ chửi mắng người, cũng sẽ không động thủ, chỉ nói chuyện ôn hòa. Tần Cát giơ tay, thư ký của ông liền đưa đến những tập hồ sơ ai có tư cách với không tư cách. Xem đi rồi hãy nói tiếp. Tần Sinh nhìn qua Tần Cát, rồi Tần Phong, hắn cầm tập hồ sơ lên xem hai mắt trắng dã chừng lớn máu huyết từ não như đông cứng dò nát lấy hồ sơ cũng không giữ nổi bình tĩnh lớn tiếng với tần cát ông làm vậy là có ý gì tại sao lại cắt chức cháu còn đưa tần phong lên vị trí của cháu không đợi tần cát lên tiếng hắn bước đến trước mặt tần phong chỉ vào mặt anh hung tàn nghiến răng ông nhìn nó đi nó chỉ là một tên tật nguyền thì làm được tích sự gì nếu được thì ba năm qua nó đâu chỉ biết nhu nhược trốn tránh để cho cháu gánh tần thị dởm tần cắt đập tay xuống bàn sắc mặt nghiêm nghị im miệng muốn trách ai hãy trách bản thân mình trước đây là cái gì ông nắm một đống giấy ném vào mặt tần sinh giấy tờ bay loạn xạ rơi tứ tung rồi lại chỉ vào kế toán trưởng đang đứng cúi đầu bên cạnh là một lãnh đạo mà dám lấy tiền công quỷ của tần thị cháu nghĩ mình vẫn còn tư cách để ngồi chiếc ghế tổng giám đốc này nữa sao? Vì nghĩ tình cháu là máu mủ của Tần Gia ông không đưa cháu ra pháp luật là may rồi. Mấy hôm trước, Tần Phong nói muốn quay lại Tần Thị. Ông tuy rất vui mừng nhưng cũng ý định chỉ để Tần Phong đảm nhiệm vị trí giám đốc. Dù sao ba năm qua Tần Phong cũng rời khỏi Tần Thị quá lâu. Nên phải có bước tiến chậm lại đó là sự công bằng tần phong cũng không ý kiến gì chỉ yêu cầu muốn xem tổng thế sổ sách qua một loạt để trước khi trở về tần thị có thể nắm rõ mọi thứ của tập đoàn vốn nhạy bén trong kinh doanh còn là người cầm quân của tần thị thời gian dài dù ba năm không chạm vào không có nghĩa bị mai một chỉ cần nhìn sơ qua tần phong đã thấy có lỗ hỏng quan trọng chỉ trong một ngày điều tra đã khiến kế toán trưởng cúi đầu nhận tội thông đồng với tần sinh để chi hóa đơn giả chi tiền công quỹ cho tần sinh mà không ai hay biết con số lên đến hàng trăm ngàn usd lúc tần cắt biết được bất ngờ không thôi dù giao cho tần sinh quản lý nhưng ông cũng thường xuyên kiểm tra qua không ngờ lại bị qua mặt trắng trợn như vậy bàn tay run run nghe đến hai chữ pháp luật sắc mặt lập tức tái mét tần sinh bước đến hạ giọng ông cháu cháu sai rồi nhưng ông không thể làm thế với cháu được ông bảo cháu ra đường nhìn người khác ra sao còn nữa cháu cũng là cháu của ông mà chẳng lẽ ông muốn muốn đuổi cháu ra khỏi tập đoàn tần cát im lặng có chút đau lòng nhưng không lên tiếng khiến lòng tần sinh trùng xuống căm giận đứng bật dậy ánh mắt phẫn uất nhìn tần phong còn mày mày hả hê lắm phải không tao không tin thứ vô dụng như mày có thể làm nên trò một lãnh đạo mà tàn tật như mày thì ai xem ra gì chỉ là trò cười cho thiên hạ tần phong không nóng vội đón nhận ánh mắt thù hận của tần sinh đợi hắn ta nói hết tần phong cúi đầu cười lạnh khi anh ngẩng mặt lên ánh mắt bình thản lúc vừa rồi hoàn toàn biến mất chỉ còn sự sắc lạnh phức tạp khó hiểu tần phong cười như không cười nhàn nhạt nói anh không phục tôi hiểu nhưng anh ra xã hội lâu thế lại không biết để thắng đối phương chúng ta chỉ cần có. Anh giơ ngón trỏ nhịp nhịp vào thái dương của mình, nhếch môi lại nói, chỉ cần cái đầu. Tôi có thể bại liệt tất cả, nhưng đầu óc thì rất tỉnh táo. Thái độ này của Tần Phong cả Tần Cát cũng phải giật mình. Ông đang nhìn thấy một Tần Phong của ba năm về trước còn đâu một Tần Phong của hiện tại. Nhu nhược tự ti ngày nào, Tần Phong cúi đầu nhìn hai chân của mình. Bàn tay vỗ vỗ lên đầu gối anh trai, "Có phải tôi không ngồi xe lăn nữa? Lúc đấy anh sẽ hết xem thường tôi không? À quên phải nói là đi được thì mới khiến anh tin tưởng giao lại Tần thị cho tôi đúng không nhỉ? PS quá bận để ra chép. Lịch bây giờ đành phải rơi vào chủ nhật mỗi tuần. Các mem thông cảm nha." Tần Sinh chẳng dám nháy mắt, lời lẽ lẫn sắc mặt âm lãnh của Tần Phong khiến hắn ta có một dự cảm không lành hắn cố nghiến răng đúng vậy trong mắt tao mày chỉ là thằng tàn tật vô dụng là đứa ăn bám tần ra bóp bóp tiếng vỗ tay vang dội tần phong vỗ mấy cái ngưng lại cười cười chửi hay lắm nếu tôi vẫn còn làm anh thất vọng nữa thì thật có lỗi với anh nói rồi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người tần phong thong thả đứng dậy bước ra khỏi xe lăn bộ dáng chắc chắn ung dung chẳng giống gì với một người mới tập đi đùng như tiếng sấm nổ bên tai trước mắt như choáng váng tần sinh giống như gặp phải ma quỷ không bằng hắm ta thụt lùi bước chân mày 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 làm sao đi được đây cũng là câu hỏi của tần cát đang muốn hỏi bàn tay đặt trên gậy của ông run rẩy từng hồi một dòng nước ấm cứ thế từ khóe mắt chảy ra làn môi run lấy muốn nói gì chẳng biết nói ra sao tần phong quét qua khuôn mặt xanh mét của tần sinh như vẻ đương nhiên muốn đi thì đi được thôi tần sinh chấn chỉnh lại đầu óc quay qua tần cát ông rõ ràng bao nhiêu năm qua nó nó lừa gạt chúng ta nó nó có ý đồ ông ông xem nó đi được đi đứng như một người bình thường tại sao nó lại lừa gạt chúng ta tần cát không nói gì im la lặng đứng dậy đôi chân bước từng bước tiến đến đối diện tần phong bình tĩnh hỏi cháu đi được từ khi nào nhìn mắt tần cát đỏ hoe. Tần Phong xót xa cúi đầu, hai năm trước, bốp thiếu ra, một bạt tay như trời rán xuống khuôn mặt đẹp như yêu nghiệt của Tần Phong. Làm khóe môi anh tơm máu, A à Kiên và Cần Trúc hốt hoảng bước lên. Tần Phong phất tay ý bảo không cần quan tâm, anh quẹt lấy máu nơi miệng, vẫn đứng im đối diện với ánh mắt đau lòng của Tần Cát. Cái tát này Tần Cát dùng hết sức lực còn lại để đánh. Bàn tay ông đau rát run run dơ lên, mày, thằng, khốn khiếp này, mày không có tim phổi sao, mày đùa dai như thế cảm thấy vui không, cháu xin lỗi. Tần Phong không có ý định giải thích, Tần Sinh có chút hả hê nhưng tâm trạng vẫn bị dù dọa đáng kể, vừa muốn bước lên một bước nói gì. Bất ngờ điện thoại reo lên, hắn ta nhìn qua dãy số liền bắt máy, không hiểu trong điện thoại nói gì, cả người Tần Sinh chánh choáng phải chóng tay vào tường mới đứng vững. Hai mắt đụt ngầu tơ máu đỏ. Tần sinh hồn hển mở to đôi mắt nhìn Tần Phong. Khi mọi người chưa kịp hiểu gì hắn đã nhào đến Tần Phong. Nhưng chưa kịp chạm vào người anh đã bị A à Kiên và Cần Trúc giữ lại. Tần sinh hét lên, khuôn mặt hung tợn, thằng khốn là mày. Lầy mày làm đúng không? Thả tao ra, tao phải giết nó. Phẩy chấm, sự mất bình tĩnh của tần sinh khiến tần cát cũng nhạc nhiên. Ông không lên tiếng chỉ quay người nhìn vẻ bĩnh tĩnh của Tần Phong. Tần sinh bị A Kiên và Cần Trúc giữ chặt hai tay. Hắn vùng vẫy nhưng không thể thoát được. Tần Phong bước đến gần hắn. Nhớn mày, anh sao thế? Sao muốn mắng người là mắng thế này, mày còn hỏi tao? Thằng khốn có phải số thuốc giả của tâm an là do mày làm không? Mày muốn hại tao vào tù đúng không? Tần cắt nhíu mày ánh mắt lạnh đi mấy phần khóa chặt tần sinh cháu nói bệnh viện quốc tế tâm an là của cháu tần sinh há hốc miệng giờ phút này làm sao giấu giếm được nữa hắn ta gật gật đầu đúng vậy ông cháu không có ý giấu ông đâu cháu đợi một thời gian nữa sẽ nói ông nhưng nhưng hiện tại không hiểu vì sao các lô thuốc cháu nhập về đều là hàng giả cảnh sát lại đúng lúc kiểm tra hắn nói đến đây thì hoang mang lo sợ con người co rút chăm chăm như muốn nuốt chừng tần phong ông chính nó chính nó đã hại cháu ông ông phải cứu cháu tần cắt nhìn qua tần phong thấy anh vẫn im lặng trên mặt không hề có cảm xúc gì khiến người khác khó nắm bắt nếu anh không làm thì tại sao phải lo lắng nếu anh trong sạch tôi có muốn hại anh thế nào cũng không thể huống chi chuyện này cứ để cảnh sát vào cuộc chẳng phải sẽ rõ hết à nghe đến đây tinh thần tần sinh càng hoảng loạn không không tao không làm gì sai tao sẽ không để bọn họ đưa tao đi tần phong nói đúng nếu cháu trong sạch thì ắt sẽ được minh oan có gì mà lo lắng nghe tần cắt nói thế tần sinh vùng ra khỏi tay a kiên và cẩn trúc nhìn qua mắt tần phong thấy anh đồng ý hai người họ cũng buông hắn ra tần sinh bước đến nắm tay tần cắt không ông ông phải tin cháu cháu thề cháu không hề làm chuyện đấy. Ông, xin ông cứu cháu, có phải anh có chuyện gì không tiện hay không? Sao nhắc đến hai từ cảnh sát lại khiến anh hoảng loạn đến mất kiểm soát thế này? Giọng tần phong đều đều vang lên. Cả người tần sinh cứng ngắt, buông tay tần cắt ra xoay người nhìn vào khuôn mặt lãnh đảm của tần phong. Bỗng sóng lưng hắn lạnh toát, da đầu cũng run lên, đầu óc hồn độn cố chấn chỉnh lại, được nếu không ai muốn giúp cháu cháu sẽ tự lo hàng chân mày của tần cắt nhíu lại thành một đường dài tần sinh muốn lờ đi cố tìm một đường thoát nhưng không còn kịp nữa lúc này ở ngoài hai viên cảnh sát mặc thường phục đúng lúc bước vào mặt tần sinh tái mét bước chân thụt lụi lại